À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. À, sau khi được đổ đầy đất ở trong cái nền này thì mình sẽ tiến hành làm nền và sau đó thì sẽ làm mái luôn, làm mái cho trại và sẽ phân ô. Mình sẽ phân ô để xếp lồng nuôi bồ câu luôn các bạn nhé. Và cái việc xếp lồng thì sẽ được mình giới thiệu trong những clip sắp tới. Cơ bản của cái trại này xong thì mình sẽ làm clip về việc ghép lồng. Trời nắng quá. Trời rất nắng các bạn. Những chỗ này thì chắc chắn là phải đổ thêm đất rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi một vòng xung quanh cái vườn của mình. Đây. Đây là ở đằng sau lưng cái trại các bạn nhé. Thì như mình cũng đã nói là cái trại của mình thì để đựng phân cho chim bồ câu thì mình để kia một cái lưới các bạn nhé. Thì khi mà khoảng 2 đến 3 tháng thì mình sẽ dọn cái phân ở trên cái lưới một lần. Cái phân đó thì mình có thể bón cho những cái cây ăn trái này này. Ở vườn mình thì cũng trồng cũng khá nhiều cây. Đây là cây quýt này. Cây quýt này. Quả thì cũng rất là sai quả. Thì mình có thể bỏ phân hữu cơ, phân chim để ủ cho những cái cây như này thì nó xanh tươi hơn. Đây này, mình zoom vào những cái quả này. Quả rất là nhiều, rất là sai các bạn nhé, rất là nhiều. Lâu thì mình mới có dịp về những cái vùng thôn quê này các bạn ạ. Tại vì ở trên thành phố thì mình cũng thật luôn là cũng chán lắm rồi. Cái điều kiện sống, nhất là điều kiện sống cao, ô nhiễm môi trường này. Cái thời gian vừa qua thì cái mức độ ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là mức cảnh báo cao. Và có những ngày là mức độ ô nhiễm là cao nhất thế giới. Chính vì thế nên mình nhiều khi ở những ở thành phố thì mình cũng cảm thấy rất là ngán ngẩm rồi. Và đây, cách cái chuồng của mình khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 40 mét. Và ngay đây, ngay sau lưng này thì sẽ có một cái suối các bạn nhé. Đây, suối. Thế nhưng mai mốt là mình cái phân chim á, sau khi mà mình lấy phân ra hết rồi á, thì mình có thể ra cái suối này mình giặt này. Mình giặt cái lưới đấy cho sạch. Mình phơi đi mình cất. Thì tầm khoảng vài tháng sau mình sẽ dùng lại. Chứ mình cũng khi nào nó mục cái lưới đấy mình thì mới vứt đi thôi. Đây là cái suối các bạn nhé. Suối này thì người ta gọi là suối E Nhôn này. Nó chảy từ thành phố qua thành phố Buôn Ma Thuột rồi nó chạy xuống đây. Và đây là một cái thuộc cái nằm trong một cái hệ thống thoát nước đô thị ấy. Thoát nước chính luôn. Tại vì ở cái xã E Nhôn mình chỉ có một dòng suối này thôi. Cái suối này nó chảy ngang qua cái vườn của nhà mình. Vườn ở bên kia thì cũng đất bên kia cũng của mình luôn các bạn nhé. Thì dòng suối này nó cắt ngang qua cái vườn của mình. Trước đó khoảng 8 tháng 9 thì cái nước suối này nó dâng cao lắm các bạn nhé. Nó vượt lên bờ qua bên kia luôn. Đây, có những nó cuốn theo những cái một cái bụi cây tre này, một cái bụi cây tre rất to. Đây là cái súng của mình luôn. À, cái bên kia là cây đa. Cây đa đó là cây đa cổ thụ nhất ở xã của mình luôn, xã E Nhôn có cây đa này là to nhất. À, cũng nằm ở trong vườn nhà mình luôn. Cũng lâu lắm rồi mình không có lội suối. Từ bé thì mình lớn lên ở đây luôn. Cái dòng suối này nó rất là thân quen và gần gũi mình. Hồi nhỏ thì mình hay đi bắt tôm và bắt cá ở đây các bạn này. Mình sẽ thử lại cái cảm giác lội xuống dòng suối mát này. Mình sẽ đi qua bên vườn bên kia luôn các bạn nhé. Cũng đất của nhà mình mà. Nước đây rất là trong.
và lâu thì mới có dịp về nhà trên Đắk Lắk này. Thì mình cảm thấy rất là thích thú, kiểu như là xua tan đi cái cảm giác nó mệt mỏi và bức bách trong người của mình nhé. Bởi vì mình ở dưới Sài Gòn thì cũng được 9 năm rồi. Lâu lâu có dịp về nhà thì mình cảm thấy là thích, mặc dù là cái thời gian về nhà nó cũng ngắn thôi. Vài clip trở lại đây thì các bạn có thể thấy là cái nội dung clip của mình thì nó cũng khá là đa dạng những cái hình ảnh. Tại vì cái trại ở Bình Dương của mình á, thì các bạn cũng xem nhiều khi cũng chán rồi, cũng có một số cái hình ảnh đấy thôi. Thì mình cũng muốn là có thêm những cái hình ảnh mới để các bạn xem. Đây là những cái hang cua các bạn nhé, hang cua này. Các bạn thấy là trong này có một con cua đang ở trong hang. Rất là nhiều hang cua. Trước đó thì mình dự tính là xây cái trại hiện tại của mình ở bên vườn bên này này. Tại vì bên này đất của mình rất là rộng. Nhưng mà bên này kiểu như nó thưa dân đó các bạn. Thưa dân nên cái việc mà chăm sóc cũng như mình canh cái trại của mình nhiều khi nó cũng khó khăn. Mình không thể thường xuyên qua bên này được. Thì bên này là dãy cà phê. Dãy cà phê của mình thì đã phá rồi. Đây, phá rồi. Chỉ còn bây giờ thì chỉ còn điều. Và vụ vừa qua thì mình có trồng bắp. Trồng bắp này để phục vụ cho cái trang trại của mình thôi. Thì mình cũng tính là mở cái trang trại nuôi heo rừng ở đây các bạn này. Ở bên kia là bồ câu và bên này là heo rừng. Đây là khu đất của nhà mình luôn các bạn nhé. Cái điều này thì một năm thì cái năng suất của nó cũng không cao đâu. Bởi vì mình cũng không có thời gian, mình cũng không chăm được cái vườn điều này. Đa số cái cành của nó thì cũng chết rồi. Sâu đục thân rất nhiều. Hôm qua mình mới xúc vài xe đất thôi mà hôm nay mình có cảm giác như sắp ốm rồi. Sáng nay thì mình cũng vừa mới uống thuốc. Những cây dừa thì vừa qua thì ở nhà mình cũng có trồng một hàng dừa này ở quanh cái bờ suối này để chống cho đất nó trôi thôi các bạn nhé. Thì đất bị lở rất là nhiều. Hồi xưa cái dòng suối này rất bé các bạn nhé, từ bên này có thể nhảy sang bên kia được. Nhưng mà theo thời gian thì bây giờ nó rất là rộng rồi. Đây cây đa cổ thụ đây. Cây đa rất to. Còn đây là cái nhà máy bơm nước các bạn này. Cái chỗ đất xây nhà máy này thì nhà mình cho người ta xây tại vì ở suối này thì nhiều khi là cũng khó khăn trong cái việc mà lắp đặt máy ấy, nên nhà mình cho luôn người ta cái mảnh đất bé ở dưới này để người ta xây cái nhà máy. Đường ống nước thì người ta chôn ngầm ở dưới đất luôn. Mình vừa mới lội qua cái suối này để về các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đi về. Như hồi nãy thì mình cũng đã nói là ngoài cái trang trại bồ câu thì mình cũng tính xây thêm một cái trang trại về để nuôi heo rừng. Và nếu có mọi người mà cảm thấy hứng thú với clip mà nuôi heo rừng á thì mọi người có thể comment bên dưới cái clip này và mình cảm thấy nhiều người có hứng thú thì mình sẽ làm clip review về việc nuôi heo rừng các bạn nhé. Tại vì hiện tại ở Tây Nguyên này thì cũng nhiều người nuôi heo rừng lai lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi về. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Ở clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi.